Xin chào cô chú chị mình nha. Bữa nay á, thì em có ghi hình cũng như em bán giùm cho mấy anh nữ dưới đây á, là hai con mà được ba bơ da đen giá rẻ nha cô chú anh chị. Tại bò này á, thì anh chủ nhà này á, thì đi làm nên là cũng bỏ bơi á, cũng không có chăm kỹ á, nên bò cũng hơi gân một tí nha. Đó, ba bơ này ba bơ đen hết hai con nha. Sáu tết thì nghiêm chỉnh anh chị không, đèn quen hết nha anh chị. Đó hai con nè, để em xem con số 2 anh chị không, hai con đều da đen hết nha. Đó bò này thì cái khung là 6 tháng rưỡi tuổi nha anh chị. Đó hai con thì rất là đồng đều, thì hai con bò này anh chị nó cao tầm khoảng là 1m04 1m05 bò nha, là đo ngay sái lưng nha anh chị. Đó cao 1m04 1m05 ha. Đó hai con này thì anh chủ nhà anh bán là 25,5 triệu nha cô chú anh chị. Thì giá này thì anh chủ nhà nói thì sẽ bao xe gần ha, khoảng 50 cây đổ về thôi nha anh chị. Đó 25,5 triệu nha anh chị, và giá này thì anh nói là không có thương lượng nha. Đó không có còn thương lượng nữa anh chị, chỉ bao xe là 50 cây thôi. Tại bò này bò giá rẻ vậy thì anh nói thì cũng không có bao xa được, tại vì anh bán gần gần thôi nha. Cũng như anh chị mình cô chú chị ở gần á, từ Củ Chi á, rồi Bình Dương hay Long An đồ Tây Ninh đồ, ở trong vòng bây giờ 50 cây thôi, thì anh giao cho cô chú chị mình tận nhà ha, cũng như là ở trên Bình Chánh đồ anh chị ha, rồi mới giao được nha anh chị. Đó 25,5 triệu nha, không có còn thương lượng nha cô chú anh chị. Đó hoàn toàn nghiêm chỉnh anh chị. Đó tại anh nhà này ảnh đi làm á, ảnh với vợ ảnh làm công nhân á, rồi ở nhà thì nói chung là cỏ cũng ăn ít anh chị, chiều về có bữa thì không tăng ca á, thì về sớm thì có cỏ, có bữa thì tăng ca thì về chăn rôm không gì đó ha, nên bò nhịn cũng hơi gân ha anh chị ha. Đó bò này thì về cô chú chị mình nuôi tầm khoảng 2-3-4 bao cám á, ở về anh chị ăn cho ăn ha, thì mau lên đó anh chị. Tại dòng bò này thì nói thiệt nó thuộc về dòng bò siêu thịt á, nuôi thì nó mau ăn lắm nha anh chị, nó mau lớn á. Đó hai con đều già thả cái đòn rất là dài chứ không. Đó bò này thì có tương lai gì, với lại là bò giá rẻ á, anh chị bắt buộc bắt được cái cặp bò này nuôi thì nó rất là ok luôn anh chị. Tại giá nó mềm á, nó rẻ thì cô chú chị mình đem về nuôi sau này mình bán ra thì nó có lợi nhiều anh chị. Đó anh chị ha, sái bóm đừng nghiêm chỉnh ha, sái lưng thì nghiêm chỉnh, sái mặt thì cũng nghiêm chỉnh ha. Đó anh chị mình thấy không, hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Đó con số 2 anh chị không, đó đó anh chị thấy không, hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Với lại là hai bò này thì chủ nhà ảnh thì ảnh xỏ dàm rồi nha, anh xỏ hồi 4 tháng mấy anh xỏ rồi anh chị, nên giờ bò này nó cứng hết rồi ha. Đó bò này về cô chú chị mình nuôi á, là mình cỏ rác đồ vô nè, chứ cho ăn cám nè 3-4 một cám bò á, thì bò này thì nó pin lắm anh chị. Đó anh chị mình thấy không, đó hai con bò này có giá là 25,5 triệu anh chị. Đó 25,5 triệu nha. Đó anh chị mình mua thì anh chị mình alo cho em để mình chốt được cái đo bò đực ba bơ nha. Thì em nhắc lại là hai ba bơ này á, thì nó cao là 1m04 1m05 bò nha. Đó là đo ngay sáu lưng nha anh chị. Đó 25,5 triệu ha, giảm bọng đồ có hết rồi nha anh chị. Đó 25,5 triệu thì anh chủ nhà ở đây ảnh thuộc về xã Nhân Tây Củ Chi nha anh chị. Đó xã Nhân Tây Củ Chi ha. Đó nên là những anh chị ở gần như là Củ Chi mình đi lên nè, đi qua Bình Dương hay là chạy lên thành phố đồ Bình Chánh đồ chợ Bà Điểm đồ như vậy, Hóc Môn đồ á, đi qua Long An, nước ngoài nước ngoại Tây Ninh đồ á, từ Gò Dầu như vậy. Đó thì anh chủ nhà này anh bao xe được cho cô chú chị mình hết nha. Đó cứ trong phạm vi là 50 cây thì anh bao xe được. Tại bò này giá rẻ nên là cũng không có thương lượng được nữa nha chị. Đó chị mình coi kỹ mình mua nha. Giá này là không có thương lượng và chỉ được bao xe 50 cây thôi nha. Đó em cũng cập nhật để cho cô chú chị như vậy á. Thì mấy anh chị mình coi á, mình muốn mua hai bò này nuôi á, mình cảm thấy bò này giá tiền nó hợp lý á, mình mua mình chăn nuôi á. Với lại anh chị cái đo bò này có 25,5 triệu nha. Anh chị mình cứ tính bây giờ á, anh chị mình đi mua bò, mình cầm 25,26 triệu á, mình chỉ mua được có chỗ anh chị mua, chứ anh chị mình mua chứ mua được cặp bò được vàng thôi, là cỡ 24-25 triệu. Còn này người ta ba bơ ấy, anh chị dòng siêu thịt ha, anh chị mình nuôi về mình cho ăn đầy đủ cỏ rác vô ha, thì nó mau lên, thì giá trị cái con bò này á, thì nó sẽ nhân lên nha anh chị, nó sẽ nhân lên cho cô chú chị mình nha. Đó tại vì ba bơ này á, thì nó thuộc về siêu thịt, mình nuôi á, mình chăm sóc kỹ á, là nó mau lên bò lắm chị. Đó chị thấy không, đó giá chỉ có 25,5 triệu mà. Đó thì một lần nữa em mong thì anh chị mình đang quan tâm cái đo bò này á, thì anh chị mình cứ nhắc máy và liên hệ với em em để mình sở hữu được cái đo bò này. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc cái chương trình các em tại đây anh chị. Anh chị mình nhớ bấm cho em nút like ở dưới phần video nha. Em cảm ơn
anh chị cô chú bác anh chị gần xa nha, cũng đã theo dõi chương trình các em nha.